Xin kính chào quý bạn và các vị. Hiện nay mình đang có ở đây chiếc Samsung Galaxy S6 Edge. Tôi cứ gọi là con 6 cong lên cho nó nhanh, đọc tiếng Anh ngọng mồm. Cái chiếc máy này là sản phẩm đầu tiên là bản thương mại trong vài bản thử nghiệm của chúng ta nữa. Thì cảm giác đầu tiên của mình là nó hơi cấn, rất là lạ khi mà so với những sản phẩm khác trước đây Samsung làm. Nó bo mặt lưng nhiều thì mặt lưng của con S6 Edge nó phẳng giống như kiểu là sử dụng các sản phẩm của Sony dòng Z vậy. Và mặt lưng thì ở bốn góc nó sẽ bo cong ra một chút chứ nó sẽ không phẳng hoàn toàn. Và đương nhiên nó bám lại mồ hôi dấu vân tay rất nhiều. Người ta sẽ có camera lồi lên và có cả biến vân tay cũng như đèn flash đặt ở bên cạnh. Cả cái vị trí này thì khi đặt ra là phải hơi với tay một chút, đặc biệt với những người nào mà tay nhỏ. Nhưng mà tay to thì sẽ bình thường thôi. Cái phím nguồn của Samsung Galaxy S6 Edge thì được đặt ở ngay bên cạnh bên phải này. Thì sử dụng bằng tay trái, tay phải đều bấm khá là chính xác. Tuy nhiên phím tăng giảm âm lượng thì để sử dụng được nó là cả một thách thức. Thì nó cao hơn nhiều so với khoảng cách tay bình thường của chúng ta. Phím Home của Galaxy S6 Edge thì được tích hợp luôn cả cảm biến vân tay. Và năm nay thì nó là làm cảm biến vân tay một chạm chứ không phải là cảm biến vuốt cùi bắp như kiểu là S5 ngày xưa. Vì thế nên độ chính xác cũng như là hiệu quả của nó cũng cao hơn. Phím đa nhiệm nằm ở bên trái phím Home và toàn bộ giao diện đa nhiệm này là của Android 5.0, Samsung đã làm lại mới. Cái mà mình thấy hứng thú nhất đó là Samsung cuối cùng nhận ra một cái điều, đó là những cái tính năng thông minh họ làm ngày xưa toàn là vô ích, không có một chút cái hữu dụng gì. Vì vậy trên S6 không còn bất kỳ một tính năng thông minh đã từng xuất hiện trên Galaxy S5, S4 hay là những cái trò ngày xưa như là thao tác không cần chạm vân vân, mà chúng ta chỉ còn những cái tính năng chuyển động, đó là gọi trực tiếp, cảnh báo thông minh, tắt âm hay là vuốt lòng bàn tay để chụp màn hình. Ở đây thì cái tính năng của Galaxy S6 Edge khác biệt nhất so với S6 thường đó là khu vực màn hình cong. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái phần tùy biến riêng. Ở nơi này chúng ta có thể hiển thị được như là bật sáng màn hình cạnh này, hiển thị được các danh bạ cũng như là hiển thị đồng hồ về ban đêm. Đó, còn về cơ bản là nó giống hệt so với S6 thường. Màn hình của nó rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà các bạn nào mà trước đây vẫn không thích màn hình của Samsung thì đến S6 Edge chắc chắn phải thay đổi lại. Nó trong vắt, không có cảm giác đục giống như kiểu màn hình AMOLED trước đây mà nhà sản xuất này vẫn hay làm. Còn về góc nhìn hay là về màu sắc thì khỏi bàn rồi, Samsung vẫn làm rất tốt điều này trên các màn hình Super AMOLED. Và thì với S6 vẫn duy trì cái tính năng là cho phép người dùng có thể lựa chọn được các chế độ màn hình tối ưu riêng, phim AMOLED, chế độ cơ bản ám vàng hoặc là chế độ tối ưu hiển thị. Cảm giác khi sử dụng S6 có một cái gì đấy nó lạ, tại vì mình không thấy nhiều cái app rác nữa. Trong cái menu ứng dụng chỉ còn đúng 2 trang duy nhất, mà đặc biệt là ở đây là có cả cái trang ứng dụng dành riêng cho Microsoft, có 3 phần mềm. Và của Samsung thì nó lại chỉ còn có vài cái như S Health, S Voice và quản lý thông minh, một vài cái ứng dụng đây, Galaxy App. Mọi thứ thì Samsung đã lược bỏ đi khiến cho nó nhanh hơn. Cảm giác khi sử dụng con S6 Edge này có thể nói là dị, cực kỳ dị. Cái camera là cái mà nhiều người quan tâm nhất. Năm nay thì Samsung đầu tư về camera cũng nhiều. Cái giao diện về cơ bản là giống như Galaxy Note 4 nếu các bạn đang sử dụng. Ở chế độ thì có một vài cái chế độ chuyên nghiệp. Nói là chuyên nghiệp nhưng thực chất là nó không thể bằng mấy con Lumia được. Nó có thể chỉnh được ISO từ 100 cho đến 800. Chỉnh cân bằng trắng, chúng ta lấy nét hoặc là chỉnh tông màu. Tuy nhiên thì rất tiếc là những cái chế độ phơi sáng hoặc là chỉnh khẩu vân vân thì các bạn sẽ không có được điều đấy trên con Galaxy S6 Edge này. Ở đây thì Samsung năm nay làm một cái điều là trong cái phần cài đặt máy ảnh ấy, thì bình thường họ sẽ đưa ra cái menu nhỏ bên trong. Thì lần này với S6 Edge nó sẽ mở ra một cái mục riêng và chúng ta có lựa chọn tối đa như camera là 16 megapixel, kích thước video, vị trí vân vân. Đó là những tính năng mở rộng. Ở bên trên thì chúng ta sẽ có một con mắt thần điều khiển từ xa, có cái khay cắm SIM. Bên phải là phím nguồn, bên trái là tăng giảm âm lượng rồi. Bên dưới là cổng sạc và Samsung S6 thì được tích hợp công nghệ sạc nhanh và mình đang xoắn quẩy xem là liệu sạc thì được bao nhiêu phần trăm chứ Samsung chỉ nói là sạc 10 phút dùng 4 tiếng. Không biết 4 tiếng đấy là để làm cái gì. Và bên dưới chúng ta bên cạnh đó sẽ có loa ngoài, jack cắm tai nghe 3,5mm. Ai đang dùng iPhone thì sẽ thấy, đặc biệt iPhone 6 hay 6 Plus thì cách hoàn thiện cái khung này này nhìn giống nhau đến khoảng 96%. Như vậy là mình hoàn thành xong cái video chia sẻ nhanh cho các bạn về chiếc S6 Edge đầu tiên. Đây là cái phiên bản hoàn thiện, bản thương mại chứ không phải là bản thử nghiệm nữa. Nếu các bạn quan tâm đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.